Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hôm nay thứ ba, ngày 13 tháng 9 năm 2022, chương trình gồm có nhiều nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì phiên họp thứ 17 của Ban chỉ đạo. Phiên họp được tổ chức trực tuyến giữa đầu cầu chính phủ với 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới vì một Việt Nam vững vàng, khỏe mạnh. Sau gần một năm thực hiện nghị quyết 128 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, nhiều chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức quốc tế đánh giá thực tế đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và nghị quyết số 128 đóng vai trò quyết định với những kết quả trong công tác phòng chống dịch, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, kinh tế phát triển mà chiến lược vaccine được thực hiện thành công. Tuy vậy, với tình hình vẫn diễn biến phức tạp, xuất hiện tâm lý lơ là chủ quan với dịch bệnh, Thủ tướng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm chủng vaccine, khắc phục tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, bảo đảm nhân lực y tế, tăng cường tuyên truyền, nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống dịch của nhân dân. Theo báo cáo của Bộ Y tế, đến ngày 11 tháng 9, Việt Nam đã ghi nhận trên 11,4 triệu ca mắc, có 10,3 triệu người khỏi bệnh và trên 43.000 ca tử vong. Tháng 8 năm 2022, ghi nhận 72.324 ca mắc, tăng 2,4 lần so với tháng 7 và có 24 ca tử vong, tăng 18 ca. Đáng chú ý, trong 7 ngày qua, từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9, cả nước ghi nhận trung bình khoảng 2.900 ca mắc mới mỗi ngày. Số ca mắc đang có xu hướng gia tăng trở lại. Do đó, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu được đặt ra là tuyệt đối không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác, thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch với mục tiêu kiểm soát dịch, không để bùng phát trở lại. Đặc biệt, tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, đảm bảo thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế và nhân lực phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Hôm nay tại xã Khánh Hội, huyện U Minh, tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Đến dự và chỉ đạo diễn tập có Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quỳnh Thị Thanh Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Phó Ban chỉ đạo diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lê Văn Sử. Tình huống giả định của cuộc diễn tập là theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Hồi 12 giờ ngày 12 tháng 9, trên Biển Đông xuất hiện cơn bão số 7, với cường độ mạnh, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13. Đến 10 giờ ngày 14 tháng 9, bão số 7 đổ bộ vào đất liền các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 7 là cấp 3. Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của cơn bão, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện U Minh, các xã thị trấn và các ban ngành liên quan họp khẩn cấp triển khai các phương án phòng chống tại chỗ. Nội dung cuộc diễn tập được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, công tác chuẩn bị đối phó với thiên tai của cấp ủy chính quyền, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện. Giai đoạn 2, thực hành xử trí một số tình huống như sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, kêu gọi tàu thuyền vào nơi neo đậu trú ẩn an toàn, thực hành cứu hộ, cứu nạn trên biển, thực hành hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, thực hành cứu sập và thực hiện khắc phục hậu quả sau bão. Thông qua buổi diễn tập nhằm nâng cao khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chỉ huy và điều hành của cấp ủy chính quyền, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, phát huy vai trò làm tham mưu của Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang địa phương trong thực hành xử lý tình huống bão, triều cường, sạt lở đất xảy ra trên địa bàn huyện, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhà nước, của nhân dân. Tính đến ngày 6 tháng 9, Cà Mau đã phát hiện 8 ổ dịch dại ở địa bàn 8 xã của 6 huyện thành phố. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm phòng trên đàn chó mèo còn khá thấp. Số liệu thống kê trong năm 2021, tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại trên đàn chó mèo dưới 15%. Trước thực tế trên, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các sở ngành đơn vị có liên quan, tiếp tục thực hiện có hiệu quả quyết định số 708 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh về ban hành kế hoạch phòng chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2022-2030 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu khẩn trương thống kê báo cáo chính xác và quản lý được trên 70% số hộ nuôi chó mèo và đàn chó mèo trên địa bàn trong giai đoạn 2022-2025 và trên 80% trong giai đoạn 2026-2030. Hướng dẫn yêu cầu các hộ nuôi chó mèo cam kết thực hiện nghiêm việc khai báo, chấp hành việc nuôi nhốt trong khuôn viên gia đình, khi cho chó ra đường nơi công cộng phải đeo rọ mõm cho chó theo đúng quy định. Lập danh sách hộ nuôi chó mèo, cập nhật số liệu trên hệ thống báo cáo thông tin dịch bệnh trực tuyến, thực hiện lộ trình và từng bước áp dụng đánh dấu nhận diện cho chó mèo đã được tiêm vaccine dại, xem xét thành lập đội bắt chó thả rong không đeo rọ mõm, nghi mắc bệnh dại nếu cần thiết, tổ chức thực hiện tiêm phòng vaccine dại cho đàn chó mèo, bảo đảm đạt tỷ lệ tiêm phòng theo quy định trên 70% tổng đàn chó mèo trong giai đoạn 2022 và 2025 và trên 80% trong giai đoạn 2026-2030. Thường xuyên rà soát tiêm phòng bổ sung, tránh bỏ sót đối tượng chó mèo thuộc diện tiêm phòng. Khi phát hiện hoặc nhận được thông tin về các trường hợp người bị chó mèo mắc bệnh dại hoặc nghi mắc bệnh dại cắn, cơ quan quản lý chuyên ngành thú y chủ động phối hợp với cơ quan y tế và các cơ quan liên quan, tổ chức điều tra xác định nguyên nhân ổ dịch và thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định. Chiều hôm qua, Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hiển đã phẫu thuật nối gân vùng cổ chân trái thành công cho một bệnh nhân tại ấp Dinh Hạng, xã Tân Ân. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng 1/3 dưới mặt trước chân trái có một vết thương do vật sắc nhọn gây nên, kích thước khoảng 10cm, làm đứt mô, đứt bán phần cơ duỗi, các ngón chân dài, đứt toàn phần cơ chạy trước, lộ xương chạy. Sau khi thăm khám chẩn đoán vết thương phức tạp vùng cổ chân trái, bác sĩ chỉ định phẫu thuật nối gân, khâu mô mềm. Ca phẫu thuật thành công khi các bộ phận vùng cổ chân trái bị đứt được nối lại với nhau. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi, chăm sóc và điều trị tích cực để hồi phục lại sức khỏe. Thưa quý vị, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển với những thành tựu vượt bậc của công nghệ số đã và đang mở ra cơ hội phát triển cho tất cả các ngành lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực du lịch. Muốn tự đi du lịch, đầu tiên là phải tìm địa chỉ, tìm kiếm khách sạn, tìm các chỗ đi lại với giá cả hợp lý nhất. Tiếp theo là mua vé tàu xe, vé máy bay, rồi các chỉ dẫn đường đi. Còn nếu như muốn mua tour trọn gói, cũng phải tìm kiếm những doanh nghiệp kinh doanh lữ hành chuyên nghiệp có uy tín trong tổ chức tour. Trong mỗi khâu này, cách mạng công nghiệp 4.0 đều có tác dụng. Với việc sử dụng Viber hay dùng các phần mềm khác như Zalo, Facebook, Instagram trên máy tính, điện thoại thông minh, cho phép mọi người tương tác gần như tức thì, tìm kiếm được những gì mình muốn, không chậm trễ, ngay cả khi ở nước ngoài. Trong thời đại 4.0, khi đi du lịch Cà Mau hay bất kỳ đâu, du khách vẫn có thể giữ liên lạc được thường xuyên với gia đình, người thân hoặc là giải quyết công việc. Ứng dụng công nghệ số không chỉ tạo thuận tiện cho du khách mà còn tạo hiệu quả tuyệt đối với các cơ quan, doanh nghiệp trong việc quảng bá, xúc tiến kinh doanh du lịch. Quảng bá kinh doanh sản phẩm qua Internet hiện được xem là biện pháp hiện đại và tiện ích nhất cho hoạt động du lịch. Đối với việc Travel trong thời gian vừa qua thì nói chung là chúng tôi luôn luôn là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực du lịch thực hiện công tác chuyển đổi số. Thì trong đó thì cái hướng tới đây thì tất cả các người lao động của chúng tôi ngoài việc đến cơ quan hoặc là nếu giả như mà có công việc thì không đến cũng được, thì nếu anh em trên cơ sở các cái thông tin mình quảng cáo trên trang Facebook, trên Zalo hoặc trên Weibo, mình giới thiệu những cái tour tuyến của mình trên các cái trang này, đặc biệt là cái trang của viettravel.com, thì trên cơ sở các trang web này thì cái người dân kể cả các doanh nghiệp có nhu cầu đi du lịch không cần phải đến trực tiếp chi nhánh mà qua các trang web này thì chúng ta có thể là đặt dịch vụ trực tiếp trên đây. Thì mình chỉ cần là vấn đề thanh toán. Thì nếu giả như thanh toán hiện nay thì nói chung là Viettravel cũng thực hiện việc thanh toán vấn đề trực tiếp. Hiện tại, Cổng Thông tin Du lịch Cà Mau đã cập nhật dữ liệu thông tin của 49 cơ sở lưu trú, 15 nhà hàng, giới thiệu 124 món ẩm thực đặc sản Cà Mau, 13 tour du lịch được đăng bán và 114 điểm đến du lịch trong tỉnh. Từ đầu năm đến nay, đã có hơn 14.000 lượt truy cập, tìm hiểu và mua dịch vụ thông qua phần mềm Cổng Thông tin Du lịch Cà Mau. Bên cạnh cơ hội phát triển, ngành du lịch Cà Mau cũng đang đối mặt với thách thức trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đó là việc chịu sự cạnh tranh từ các địa phương, các khu vực đã đạt được nhiều thành tựu về chuyển đổi số.
Hiện tại, một số điểm, khu du lịch cộng đồng, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh chưa có kênh thông tin quảng bá riêng, hoặc có nhưng còn đơn điệu, chưa tạo được ấn tượng để du khách lựa chọn tham quan. Vì thế, đòi hỏi những người làm du lịch cần có những chiến lược phù hợp để thu hút, đáp ứng yêu cầu của du khách trong thời đại công nghệ số bùng nổ. Chiều hôm nay, Ban Chỉ đạo 389 tổ chức cuộc họp để rà soát tình hình cung ứng xăng dầu, giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Cà Mau, Lâm Văn Bi, chủ trì hội nghị. Theo Sở Công Thương, trên địa bàn tỉnh có 20 đầu mối cung ứng xăng dầu cho 372 cửa hàng bán lẻ, trong đó 130 cửa hàng trên địa bàn không có đủ nguồn cung. Bên cạnh đó, một vấn đề khó cho các tỉnh cũng như Cà Mau, đầu mối nhập khẩu hầu hết nhận từ các tỉnh dùng trên là chính, nên các nhà phân phối của tỉnh không chủ động được nguồn hàng. Về tình hình vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng thông tin, một số cửa hàng không niêm yết giá hoặc không bán theo giá niêm yết. Đồng thời còn nhiều khó khăn trong việc kiểm tra nguồn gốc của vật liệu và vấn đề bán thiếu khối lượng. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Văn Bi chỉ đạo 3 nội dung quan trọng từ nay đến cuối năm. Thứ nhất, thường xuyên liên hệ nắm thông tin đối với các đầu mối cung cấp xăng dầu để kịp thời nắm được tình hình cung ứng, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu đối với các phương tiện khai thác thủy sản, phương tiện phục vụ thi công các công trình cơ bản, phương tiện lưu thông. Thứ hai, yêu cầu Cục Quản lý Thị trường, đội kiểm tra liên ngành tăng cường kiểm tra kiểm soát, qua đó nắm được tình hình để uốn nắn chấn chỉnh kịp thời. Thứ ba, đề nghị Ban Chỉ đạo 389 từ nay đến cuối năm, bên cạnh kiểm soát tình hình cung ứng xăng dầu, hàng hóa, giá cả, buôn lậu, gian lận thương mại, cần tập trung cho các lĩnh vực trọng tâm, xây dựng kế hoạch cao điểm, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh và đầu vào sản xuất nông lâm ngư nghiệp, nhất là ở lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, kiểm soát triệt để giá cả, chất lượng để bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng. Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau có chuyến khảo sát kiểm tra kết quả thực hiện điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9 và nghị quyết Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 tại huyện Ngọc Hiển. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện Ngọc Hiển bám sát các chỉ tiêu nghị quyết điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9, thực hiện tốt vai trò trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng xã nông thôn mới, văn minh đô thị, vận động quỹ vì người nghèo với số tiền trên 6,3 tỷ đồng đạt 121% nghị quyết, vận động hỗ trợ xây dựng 192 căn nhà, xây dựng 9 cây cầu giao thông nông thôn, tặng hơn 23.200 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, học sinh với tổng trị giá hơn 14 tỷ đồng, giúp đỡ 178 hộ thoát nghèo, xây dựng 175 mô hình về môi trường, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, an ninh trật tự. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nêu ra nhiều khó khăn vướng mắc trong thực hiện điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9 và nghị quyết Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhất là công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, thiếu cán bộ chuyên trách công tác mặt trận, những chế độ chính sách đối với ban công tác mặt trận ấp, một số cuộc vận động, mô hình, triển khai chưa hiệu quả và gặp khó trong việc phân công. Thưa quý vị, đến thời điểm hiện tại, tỉnh Cà Mau hiện đã công nhận 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Một số xã khác cũng đang phấn đấu cho mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm nay. Tuy nhiên, căn cứ theo quyết định số 2222 Bộ Tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025, nhiều xã lại đang gặp khó khăn trong hoàn thành các tiêu chí. Qua kết quả tự rà soát đánh giá, xã Tân Thành, thành phố Cà Mau mới chỉ thực hiện đạt 6 trên 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Trong số các tiêu chí xã chưa thực hiện đạt, tiêu chí thủy lợi được xem là tiêu chí khó thực hiện nhất. Cụ thể, theo quy định chung của xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, để đạt được tiêu chí thủy lợi và phòng chống thiên tai, tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động từ 90% trở lên. Có ít nhất một tổ chức thủy lợi cơ sở hoạt động hiệu quả, bền vững. Tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực của địa phương được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Có 100% số công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng được bảo trì hàng năm, thực hiện kiểm kê, kiểm soát nguồn nước xả thải vào các công trình thủy lợi và đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Do bộ tiêu chí mới ban hành, còn một số cái tiêu chí chưa có thể đạt được, như là cái tiêu chí về
thủy lợi và phòng chống thiên tai. Thì có những cái tiêu chí mà đối với xã thì chưa có hướng dẫn, đang chờ cái hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Ngoài tiêu chí thủy lợi, tiêu chí về tổ chức sản xuất cũng được điều chỉnh. Theo đó, để đạt được nông thôn mới nâng cao, xã phải có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn hoặc tương đương toàn thời hạn, có mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao hoặc mô hình nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa các khâu, liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm. Để thực hiện đạt chỉ tiêu này, xã Tân Thành đã chỉ đạo rà soát thực lực các cơ sở sản xuất trên địa bàn xã để định hướng tư vấn nâng cấp, hoàn thiện các sản phẩm theo hướng chuẩn hóa chất lượng, hỗ trợ đào tạo tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm. Trong đó, sản phẩm khô thịt heo, chả tôm của cơ sở Úc Bạch đã được chọn để xây dựng, nâng lên thành sản phẩm OCOP. Bây giờ thì chắc mình phải mở thêm một cái xưởng cho nó an toàn vệ sinh hơn, với lại là nâng cao sân đồ lại cho nó sạch sẽ vậy đó em. Hiện nay xã đã là đang làm quy trình cùng với hộ sản xuất kinh doanh làm quy trình cái đăng ký sản phẩm OCOP, thì cũng kiến nghị với các ngành cấp trên hỗ trợ về cái kinh phí cho xã đầu tư xây dựng một số cái tiêu chí mà theo Bộ Tiêu chí Quốc gia để đạt nông thôn mới nâng cao. Cùng với xã Tân Thành, xã Định Bình cũng đang tích cực trong việc hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao còn dang dở, trong đó có tiêu chí về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn với 8 chỉ tiêu. Khó khăn với xã là chỉ tiêu về xã có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn. Định Bình á, cái đặc điểm tự nhiên á, nó gần tương đồng như các xã khác như Hòa Thân, Hòa Thành. Đó, cũng đều là thuần nông hết. Do đó mà rất là khó để chọn ra một sản phẩm đặc trưng cho xã mình. Do vậy mà đầu năm nay có một hộ dân là làm bánh phồng mặn, bánh phồng ngọt. Đó, thì sau khi anh em đến nhà của cô này đó, mình tìm hiểu sản phẩm. Đó, thì sau khi tìm hiểu kỹ rồi làm việc với gia đình thì người ta có cái hướng là nâng sản phẩm này lên thành sản phẩm OCOP. Việc phát triển sản phẩm OCOP có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi đây là động lực mạnh để kích thích phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát huy nội lực từng địa phương, từ đó tạo cơ sở vững chắc để duy trì và nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, để xây dựng sản phẩm OCOP vẫn rất cần các cơ quan chức năng hỗ trợ xác định các loại cây trồng vật nuôi phù hợp, cùng với đó là những dự báo định hướng thị trường. Đi cùng với sự vào cuộc của ngành chức năng, các cơ sở sản xuất kinh doanh cũng cần tự chủ, tư duy sáng tạo trong sản xuất kinh doanh để tìm ra những sản phẩm riêng, đặc trưng, có tính cạnh tranh cao, tạo sự đa dạng phong phú cho các sản phẩm OCOP thời gian tới. Và cũng là giúp các xã hoàn thành tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. Từ hôm nay đến ngày 30 tháng 9 năm 2022, Công an tỉnh Cà Mau mở cao điểm cấp căn cước công dân và định danh điện tử cho tất cả công dân từ 14 tuổi trở lên trên địa bàn. Theo đó, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an các huyện, thành phố Cà Mau đã thành lập 20 tổ tăng cường cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên nhưng chưa được cấp căn cước công dân trên địa bàn tỉnh. Thời gian nhận hồ sơ từ 7 giờ đến 22 giờ hàng ngày, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ. Địa điểm thu nhận hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Cà Mau, trụ sở Công an các huyện, thành phố Cà Mau. Ngoài ra, các đơn vị còn thành lập các tổ cấp căn cước công dân lưu động đến địa bàn vùng sâu, vùng xa, đến tận nhà những người già yếu, bệnh tật, neo đơn, có hoàn cảnh đi lại khó khăn để thu nhận hồ sơ. Khi đến làm hồ sơ, người dân cần mang theo thông báo số định danh cá nhân, sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân. Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022, sổ hộ khẩu bằng giấy sẽ chính thức không còn giá trị sử dụng. Tất cả các thủ tục hành chính sẽ được giải quyết dựa trên thông tin dữ liệu số hay còn gọi là sổ hộ khẩu điện tử. Vì vậy, Công an tỉnh Cà Mau đề nghị tất cả công dân từ 14 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn tỉnh chưa được thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, nhanh chóng liên hệ ngay công an xã, phường, thị trấn để được hướng dẫn cấp căn cước công dân và sử dụng những tiện ích mà thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử mang lại.
Khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay trên quốc lộ 1 đoạn thuộc ấp Bà Điều, xã Lý Dân Lâm, thành phố Cà Mau, vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải và một xe máy, là một người tử vong và một người bị thương. Theo đó, xe máy mang biển số 69L16054 do chị TTS, sinh năm 1992, ngụ ấp Bùng Binh, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước điều khiển, chở thêm một người ngồi sau. Xe chạy hướng từ huyện Cái Nước về thành phố Cà Mau, đến đoạn đường thuộc ấp Bà Điều, xã Lý Dân Lâm, đã đụng vào xe ô tô tải mang biển số 69H00453 đang đậu bên lề đường bên phải. Vụ va chạm mạnh làm chị Ết tử vong tại chỗ, người ngồi sau xe bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, làm công tác điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.